livestream của trường Đại học Việt Đức. Đến với buổi livestream ngày hôm nay, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ được chia sẻ về các phương thức tuyển sinh cũng như là cơ hội học bổng mà các bạn thí sinh có thể nhận trong năm 2024. Đến với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hà Thúc Viên, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Cô Lê Thị Hạnh, phó phòng đào tạo và công tác sinh viên. Xin chào khán giả của chương trình. Dạ, em xin cảm ơn thầy cô đã dành thời gian đến với buổi livestream ngày hôm nay. Quý vị học phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì ngay bây giờ quý phụ huynh và các bạn học sinh đã có thể để lại trong bình luận để các thầy cô sẽ giải đáp cho quý vị phụ huynh nhé. Trước khi đến với các thông tin về phương thức tuyển sinh nhà trường, mời quý vị và các bạn học sinh lắng nghe chia sẻ của về thầy Hà Thúc Viên về chương trình đào tạo của bậc cử nhân của trường Đại học Việt Đức. Dạ thưa thầy, trong năm tuyển sinh 2024 thì trường Đại học Việt Đức sẽ tuyển sinh những chương trình đào tạo nào và trường có mở thêm các ngành mới không ạ? Xin chân thành cảm ơn MC Diễm Huỳnh. Lời đầu tiên cho tôi thay mặt nhà trường gửi đến quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh cũng như là những người đang theo dõi chương trình livestream của trường Đại học Việt Đức hôm nay, lời chào trân trọng và lời chúc năm mới tất cả quý phụ huynh, gia đình, các em học sinh một năm bình an và đạt nhiều thành quả, nhiều kết quả trong công việc của mình. Đặc biệt đối với các em học sinh lớp 12 là cái những bạn mà đang tìm hiểu về cái chương trình đào tạo để mà chúng ta chọn ngành, chọn nghề cho các bạn trong một vài tuần đến để chúng ta đăng ký cho chính xác. Tôi xin cung cấp đến phụ huynh và các bạn một số cái thông tin cụ thể như sau. Đối với cái công tác tuyển sinh của trường Đại học Việt Đức trong năm 2024 đó thì có những điểm mới kể cả về cái quy chế tuyển sinh và đối cả kể cả các cái chương trình đào tạo. Trong năm 2024 thì nhà trường tiếp tục tuyển sinh 7 cái chương trình đào tạo mà thường niên nhà trường đã tuyển sinh, như các bạn đã biết đó là hai cái ngành trong lĩnh vực tài chính quản trị, đó là ngành tài chính kế toán ngành tài chính kế toán, ngành quản trị kinh doanh, 5 cái chương trình trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học, đó là ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và máy tính và ngành khoa học máy tính. Và năm nay có một cái điểm đặc biệt, đó là nhà trường mở thêm một ngành học mới và hai cái chuyên ngành mới. Mà đây là những cái ngành học và những cái chuyên ngành mà theo đánh giá của nhà trường đó, nó sẽ có cái nhu cầu lao động rất cao theo cái xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới, theo cái xu thế thay đổi về khoa học công nghệ cũng như là những cái nhu cầu khác của xã hội trong tương lai. Mà đặc biệt là trong những năm tới khi mà chúng ta phát triển cái hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải lên một cái tầm cao mới và phát triển các cái hệ thống xe điện, phát triển các hệ thống giao thông mới ví dụ như là metro hoặc là tàu cao tốc trong tương lai. Chính vì thế thì trường sẽ mở trên một cái ngành học mới. Đây là một cái ngành học nó mang tính chất liên ngành, được gọi là cái ngành kỹ thuật giao thông thông minh. Đối với ngành kỹ thuật giao thông thông minh đó, thì tập trung đào tạo cho các em bên cạnh những kiến thức trong cái lĩnh vực của mình, những cái có liên quan, những cái kỹ năng rất liên quan cho cái sau khi các em tốt nghiệp có thể tiếp làm việc một cách tốt nhất trong cái môi trường công nghiệp hiện đại. Ngoài ra các em cũng có thể tiếp tục học lên những cái bậc cao hơn như bậc thạc sĩ, bậc tiến sĩ tại trường Đại học Việt Đức hay các trường đại học đối tác của Đức cũng như là các trường đại học khác trên thế giới. Thì đối với ngành học này, đó là một cái ngành học hoàn toàn mới ở Việt Nam. Và trường Đại học Việt Đức cũng đã hợp tác với rất nhiều trường đại học của Đức để mà mở cái chuyên ngành, mở cái ngành học này. Cái ngành học này nó sẽ tập trung trên 3 cái trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất đó là cái kỹ thuật về giao thông vận tải. Cái trụ cột thứ hai đó là cái kỹ thuật ô tô. Và cái thứ ba đó là cái
kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu. Khoa học dữ liệu. Và đây là những cái kiến thức mà trong tương lai các bạn sau khi học và tốt nghiệp sẽ rất cần đối với cái nhu cầu ở ngoài thực tế. Bên cạnh đó thì các em học sinh cũng lưu ý, và chúng ta có thể thấy trong thời gian qua đó, rất nhiều cái thông tin của các cơ quan nhà nước cũng như là trên các cái thông tin truyền thông, cơ quan báo đài nói rất nhiều sau khi mà Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Đó là cái việc nhu cầu lớn khi mà các cái nhà đầu tư nước ngoài, các cái tập đoàn sản xuất chip vi mạch đến Việt Nam. Chính vì thế thì chính phủ Việt Nam đã dự báo rằng trong thời gian tới chúng ta phải cần ít nhất 50.000 kỹ sư để mà thực hiện cái sứ mệnh để phát triển Việt Nam trở thành một cái nơi, tức là một cái nhà máy của thế giới trong cái việc thiết kế và sản xuất chip vi mạch. Và trường Đại học Việt Đức trong những năm qua đã có những cái ngành học và đã có những cái nghiên cứu có liên quan trên cơ sở hợp tác với các đại học của Đức. Đó là cái ngành kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông và máy tính. Và cái ngành thứ hai đó là khoa học máy tính. Và đây là một trong cái nền tảng rất tốt, là bên cạnh cái nguồn lực tại chỗ của trường Đại học Việt Đức. Và cái thứ hai là cái nguồn lực do các trường đại học đối tác Đức cung cấp. Đó. Chính vì thế trong năm học 2024-2025, nhà trường quyết định mở hai cái chuyên ngành mới. Chuyên ngành thứ nhất gọi là kỹ thuật các hệ thống vi mạch, hay chúng ta nói một cách khác, đây là một cái lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các hệ thống chip và hệ thống vi điện tử. Ngoài ra, nhà trường cũng mở một cái chuyên ngành mới, đó là cái chuyên ngành thiết kế chip. Thì với cả hai cái chuyên ngành từ góc độ kỹ thuật và góc độ khoa học thì có thể giúp cho các em sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hoặc là nghiên cứu trong các cái lĩnh vực có liên ngành liên quan đến vấn đề sản xuất thiết kế và sản xuất chip. Đó là những cái ngành học mới mà trường Đại học Việt Đức sẽ mở trong năm 2024. Và nếu mà các bạn cần những cái thông tin sâu hơn, chi tiết hơn về từng cái ngành học và cái yêu cầu đầu vào của từng ngành học nó như thế nào, thì sau đây thì cô Hạnh, phó phòng đào tạo và công tác sinh viên, sẽ thông báo cho các em nhiều hơn. Và ngoài ra, những cái thông tin liên quan tới ngành học, tới yêu cầu đầu vào, kể cả yêu cầu về kiến thức, điểm thi, điểm học bạ, hoặc là thi test ASH, hoặc là điểm thi các cái chương trình kiểm tra năng lực quốc tế và đầu vào tiếng Anh như thế nào, thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Việt Đức, hoặc là các bạn có thể gọi đến phòng tuyển sinh của trường Đại học Việt Đức để được các thầy cô cung cấp một cách chi tiết và đầy đủ hơn cho các bạn, để trước khi các bạn quyết định đó, thì các bạn có một cái thông tin đầy đủ để chúng ta tránh cái rủi ro khi mà chúng ta quyết định lựa chọn ngành nghề trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Thì một lần nữa thầy Thiên chúc các bạn rất thành công trong cái kỳ học 2 của năm học 2024 và cũng như là cái kỳ thi phổ thông, tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ quý báu đến từ thầy Viên. Như chúng ta có thể thấy thì năm 2024, trường Đại học Việt Đức đã mở ra thêm các ngành học vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn. Thì đến thời điểm hiện tại thì quý phụ huynh và các bạn học sinh đang rất nóng lòng muốn biết về các phương thức tuyển sinh trong năm 2024, thì xin mời cô Hạnh chia sẻ những thông tin này đến phụ huynh nha. Dạ, cái phương thức tuyển sinh nó rất là quan trọng, quý vị phụ huynh cũng như các em thí sinh thân mến. Tại vì nói thiệt ra thì cái phương thức tuyển sinh cũng chỉ là một danh sách các yêu cầu mà nhà trường muốn công bố, muốn rõ ràng, muốn minh bạch, để cho quý phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh biết rõ, để mà chúng ta xem là chúng ta thi bằng cái phương thức này, chúng ta chọn cái phương thức này thì chúng có phù hợp với bản thân của chúng ta hay không, có nâng cao cái khả năng trúng tuyển của chúng ta hay không. Chứ như vậy mà cái buổi livestream hôm nay thực ra chính là để thông báo cũng như là tư vấn cho các vị phụ huynh về cái thông tin này. Trường Đại học Việt Đức có 5 phương thức tuyển sinh thôi, thật ra rất là ít và đơn giản, và cũng theo cái xu thế của
hiện giờ và cũng như cái yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học phải làm sao mà đơn giản hóa các phương thức tuyển sinh, dễ dàng, dễ hiểu cho các thí sinh. Và trường đại học Việt Đức cũng năm trước cũng là năm cái phương thức, năm nay cũng là năm phương thức và đang giữ ổn định, và mình cũng khá là đơn giản. Phương thức đầu tiên phải nói đến là phương thức thí sinh phải tham gia cái kỳ thi test S của nhà trường. Kỳ thi này thì đây là một cái kỳ thi quan trọng mà trường Đại học Việt Đức đã giữ trong suốt 15 năm, từ lúc mà nhà trường thành lập cho đến hiện giờ. Thì cái kỳ thi này, thí sinh thật ra, đối với những thí sinh nào mà có tiếng Anh cỡ từ IELTS 4.5 hoặc 5.5 trở lên thì sẽ có cái thi tốt hơn. Nếu như bạn khá tiếng Anh một chút và cái khả năng đọc hiểu của bạn tốt á, thì cái bạn có thể là làm bài rất là tốt. Và mình tham gia cái kỳ thi này thì mình làm bài thi viết và mình ngồi trong phòng thi cỡ buổi sáng cỡ 115 phút, còn buổi chiều thì cỡ 145 cho đến 150 phút thôi các bạn. Thì nếu như thật sự thí sinh nào mà không ngại thi và không cảm thấy là mình là học tài thi phận, và mình sẵn sàng thi, và cái kỳ thi này cũng kiểm tra về tư duy logic thôi các bạn, cho nên là các bạn thấy là chúng ta sẵn sàng cái tâm thế là chúng ta đi thi được thì chúng ta sẽ đăng ký thi. Và cái đối với phương thức test thì nhà trường có cái nhiều ưu đãi cho thí sinh. Nếu như các bạn trúng tuyển bằng phương thức này, các bạn nhận được rất nhiều ưu đãi của nhà trường, và bạn không phải luyện thi cho nên là cứ vào thi thì mình có được có nhiêu xài nhiêu, thì cuối cùng là kết quả ra sao và chúng ta vẫn được tham gia các phương thức khác, cho nên là không phải ngại đấy. Thì các bạn thấy có phù hợp với mình thì mình hãy đăng ký. Và cái thời hạn đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký để dự tuyển cái thi test này là vào ngày 10 tháng 5. Và chúng ta sẽ đi thi, nhà trường sẽ gửi cái thông báo mời dự thi. Các bạn sẽ đi thi vào ngày 25 và ngày 26. Phương thức thứ hai là phương thức sử dụng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông. 3 năm đây thì chúng ta nhớ kỹ một chút, chúng ta sử dụng cái kết quả học tập của năm lớp 10, ở lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 thôi nhé các bạn. Và chúng ta đã có sẵn cái kết quả rồi, chúng ta chỉ nộp vào thôi. Thì cái hạn nộp hồ sơ của đối với phương thức này là ngày 31 tháng 5. Thì các bạn thấy đấy, đây là phương thức mà thật sự là tôi nghĩ là nhân văn nhất, tại vì là nó không tạo áp lực cho các bạn. Cái thành tích học tập của các bạn đã có từ lâu rồi, từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 các bạn phấn đấu trong một thời gian dài rồi, thì đây giờ là mình cái giây phút mình được hưởng, mình chỉ cần nộp vào thôi là chúng ta ở nhà trường sẽ xem xét kết quả của các bạn. Các bạn thấy là nếu như mình là không muốn mất nhiều thời gian hoặc là phải áp lực thì chúng ta sẽ nên tham gia cái phương thức này. Phương thức thứ ba gọi là phương thức tuyển thẳng, thì phương thức tuyển thẳng thì dành cho những bạn có cái thành tích học tập rất xuất sắc. Như các bạn có thí dụ như là các bạn đạt được giải của các thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc là cấp tỉnh thành phố chẳng hạn, thì các bạn nếu có giải và các bạn có những thành tích như vậy thì các bạn có thể đăng ký dự tuyển. Hoặc là các bạn thành tích học tập của các bạn ở bậc trung học phổ thông á, nếu các bạn đạt được học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 thì các bạn cũng được tuyển thẳng. Đây là cái điểm mới so với năm ngoái. Nhà trường có ngồi lại với nhau và xem xét là cái này mình nên tạo điều kiện cho các bạn, nếu như các bạn đạt được những cái thành tích như thế này, tuyển thẳng luôn. Và kèm cái điều kiện tiếng Anh là nếu như các bạn có IELTS 6 chấm trở lên hoặc là cái điểm trung bình tiếng Anh của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1, lớp 12 của bậc trung học phổ thông các bạn mà tổng điểm trung bình 8.5 trở lên thì các bạn cũng được tuyển thẳng. Đấy. Tuyển thẳng thì sướng lắm các bạn, có nghĩa là nộp hồ sơ vô một cái là nhà trường thấy kết quả, thì kể từ ngày các bạn nộp hồ sơ sau 2 tuần đó các bạn nhận được kết quả ngay. Đấy. Phương thức thứ tư là phương thức
sử dụng cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc tế hoặc là cái chứng chỉ học thuật quốc tế. Nếu như các bạn học một cái trường phổ thông trung học quốc tế và các bạn tốt nghiệp thì các bạn thể nộp vào, hoặc là chúng ta có dự thi các kỳ thi như là SAT hay là ACT hay là cái test ở bên ngoài nha các bạn. Các bạn thi test ở một cái trung tâm khác được công nhận á, các bạn có thể nộp vào, nhưng mà chúng ta gọi là phương thức 4. Thì tương tự như phương thức 3, nếu các bạn nộp vào nhà trường cũng có thể trong vòng 2 tuần sau các bạn cũng có thể nhận được cái kết quả là như thế nào rất là nhanh. Và nếu như các bạn nộp phương thức 3, phương thức 4 thì các bạn cũng phải đợi, nộp vào 2 tuần là kết quả ngay. Và phương thức cuối cùng là phương thức 5, chúng ta gọi là các bạn sẽ phải sử dụng cái kết quả của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cái đối với phương thức 5 thì nó sẽ hơi trễ một chút, và hiện giờ chúng ta phải chờ cái kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và nếu chúng ta dự thi cái phương thức này thì cái kết quả chúng ta sẽ phải chọn những cái tổ hợp, điểm của tổ hợp để mà tham gia. Thí dụ như các bạn chọn cái khối A chẳng hạn thì mà nộp cái kết quả thi toán lý hóa vào. Thì dù cho phương thức nào, phương thức 1, 2, 4, 5 thì trường học Việt Đức luôn luôn có một cái yêu cầu cái điều kiện tiếng Anh đầu vào, nên các bạn thấy là tại vì chương trình học của chúng ta bằng tiếng Anh, chúng ta phải nghe được giáo sư, nghe được giảng viên giảng bằng tiếng Anh, cho nên điều kiện tiếng Anh không thể nào điều kiện bỏ qua, và các bạn phải quan tâm, cực kỳ quan tâm đến nó. Ít nhất trường học Việt Đức sẽ yêu cầu là IELTS 5.0 trở lên, hoặc nếu bạn chưa có thì bạn vẫn thể dự thi được, với điều kiện là bạn sẽ phải tham gia cái kỳ thi tiếng Anh của trường Đại học Việt Đức. Kỳ thi tiếng Anh của trường Đại học Việt Đức là sẽ tổ chức kiểm tra cả 4 cái kỹ năng nghe nói đọc viết. Tuy nhiên đối với phương thức 2 là phương thức học bạ thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái điểm tiếng Anh trong chính học bạ của chúng ta luôn để mà chúng ta thấy cái điều kiện tiếng Anh. Cũng như là đối với phương thức 5 thì các bạn có thể sử dụng cái điểm tiếng Anh trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đồng thời với cái điểm tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông, để chúng ta có luôn được cái điểm tiếng Anh nếu chúng ta không có IELTS hoặc chúng ta không có muốn thi cái kỳ thi tiếng Anh của trường Đại học Việt Đức. Dạ. Đó là một thông tin sơ bộ như vậy. Chắc là xin phép MC để cho tôi bổ sung thêm một cái tí xíu những cái thông tin mà cô Hạnh đã cung cấp cho các bạn thì đã đầy đủ rồi. Tuy nhiên đấy thì để làm rõ hơn cho thí sinh cũng như phụ huynh ấy, lý do tại sao nhà trường duy trì 5 cái phương thức hiện nay. Như cô Hạnh đã nói đó, tức là học sinh chúng ta đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau. Và ở trường Đại học Việt Đức thì cũng có cả sinh viên quốc tế nữa. Và đôi khi mà nếu mà chúng ta sẽ sử dụng một phương thức đó, thì có nhiều bạn, ví dụ thi TEDAS, nhà trường rất khuyến khích. Đây là một trong những phương thức mà trong suốt thời gian qua đã cho thấy rằng những cái bạn nào mà đậu vào TEDAS của trường Đại học Việt Đức thì sau đó sau quá trình học 4 năm ở trường Đại học Việt Đức đều có một kết quả rất tốt. Bởi vì đây, cái thi TEDAS là một cái phương pháp thi mà dựa vào cái đánh giá, tôi xin lỗi, đánh giá năng lực của thí sinh là đủ cái khả năng để học một cái chương trình đào tạo nào mà khi các em học ở các trường đại học ở Đức. Chính vì thế trường Đại học Việt Đức là một cái trường mà hợp tác với Đức, sử dụng chương trình đào tạo Đức, cấp bằng của Đức và cấp bằng của trường Đại học Việt Đức. Chính vì thế phương thức TEDAS nó sẽ giúp cho các em rất là tự tin khi có thể tự đánh giá bản thân mình. Khi mình đậu có nghĩa là mình rất tự tin để mình theo học và thành công trong một chương trình đào tạo. Tuy nhiên cái chỗ này thầy nói rồi, phải nói lại, có nghĩa là khi vào trường rồi thì chúng ta phải làm việc, phải học đó một cách chăm chỉ và cật lực, chứ không có nghĩa là chúng ta đậu TEDAS xong rồi chúng ta vào trường hiển nhiên là 3-4 năm sau chúng ta sẽ tốt nghiệp, phải không? Nên chúng ta đừng có suy nghĩ theo một cái cách hạn chế như thế thì rất là nguy hiểm. Đó, thầy muốn nói thêm một đề như thế. Rồi xong, ví dụ như các cái chương trình và các hình thức khác, ví dụ như là cho nhiều sinh viên mà các bạn hiện nay, học sinh hiện nay đang học các cái trường phổ thông trung học quốc tế, đó, thì có thể là các bạn có những cái cách tính toán về cái học bạ và điểm số nó theo một cái hệ thống nước ngoài thì nó lại không phù hợp với hiện tại của Việt Nam. Thì chính vì thế thì nhà trường sẽ sử dụng cái phương thức là cái chứng chỉ quốc tế để cho thuận lợi cho các em. Rồi xong là các em ở các cái vùng sâu, vùng xa, không có gần thì không thi TEDAS được, thì các em cũng mong muốn là được học ở trường thì các em có thể sử dụng bằng phương pháp học bạ hoặc là phương pháp thi phổ thông trung học
quốc gia để các em apply vào. Đó, và như cô Hạnh nói đó, là năm nay trường Đại học Việt Đức có một hình thức tuyển thẳng mới nhất được áp dụng, có nghĩa là cho những em có cái kết quả học trung bình của 5 học kỳ ở phổ thông trung học là thuộc loại giỏi, và đồng thời có IELTS 6.0 thì sẽ được tuyển thẳng. Đây là một cái phương thức mà sẽ giúp cho các em thuận lợi hơn, mà nó giảm đi cái áp lực về việc thi cử. Nhưng mà cuối cùng một điều tự chung đó, qua cái kết quả đánh giá của nhà trường sau khi các em vào học xong năm thứ nhất thì cho thấy rằng với các cái tiêu chuẩn và các cái tiêu chí tuyển sinh của trường, có nghĩa là nhà trường lấy cái tiêu chuẩn là từ TEDAS để phiên sang các cái tiêu chuẩn tương đồng cho các phương thức tuyển sinh khác, thì tất cả các em học đi vào trường bằng các cái hình thức tuyển sinh 1, 2, 3, 4, 5 khác nhau, nhưng mà cái kết quả học tập đã chứng tỏ rằng khi các em đậu vào trường bằng các phương thức tuyển sinh khác nhau thì cái kết quả học tập là gần tương đương nhau. Và đặc biệt là một đặc điểm tạo ra một sự khác biệt đột biến, đó là cái quá trình rèn luyện trong quá trình học tập tại trường Đại học Việt Đức như thế nào. À, thì cái điểm này tôi muốn làm rõ thêm để là phụ huynh cũng như là các em thí sinh tự tin hơn. Bởi vì trong thời gian qua đó có một số thông tin trên báo chí nói về cái việc là hình thức tuyển sinh mình học bạc, nhưng mà sau khi tôi theo dõi và chính cái dữ liệu kết quả học tập của sinh viên mà tuyển sinh đầu vào bằng học bạ là không có khác biệt, mà ngay cả những bạn học xuất sắc hơn những cái phương thức tuyển sinh khác. Đó. Nên cái câu chuyện cuối cùng đó là cái tiêu chuẩn bao nhiêu từ cái học bạ đó, chứ không có nghĩa là do cái điểm mà sử dụng phương thức tuyển sinh học bạ thì làm cho cái chất lượng sinh viên thấp hơn. Đó. Rồi một lần nữa thì rất cảm ơn phụ huynh và các em đã chú ý lắng nghe. Dạ, em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ quý báu của cô Hạnh và thầy Viên. Thì ngoài thông tin về chương trình tuyển sinh cũng như là chương trình đào tạo, quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng rất quan tâm đến về cơ hội học bổng tại trường Đại học Việt Đức. Thì xin mời cô Hạnh hãy chia sẻ thêm thông tin học bổng nổi bật trong năm 2024 ạ. Dạ, dạ. Nói đến học bổng thì trường Đại học Việt Đức tự hào học bổng rất là cao, thật sự như vậy. Thì học bổng 100% học phí là coi như là học phí của bạn năm nay đối với cái ngành kỹ thuật là 40.900.000. 40.900.000 một học kỳ, thì nếu như chúng ta được học bổng tới một năm học á, nếu như được 100% học phí là cả năm học, có nghĩa là hơn 80 triệu nếu như các bạn đạt được. Thì Merit Scholarship, có nghĩa là học bổng tài năng của trường Đại học Việt Đức, có luôn luôn được giữ và khuyến khích các bạn. Đây là một cái chính sách trường Đại học Việt Đức thật sự là đáng tự hào và hỗ trợ tốt cho cái những cái bạn có thành tích học tập xuất sắc. Thì tại vì cái tiêu chí về học bổng tài năng có nghĩa là dựa vào cái kết quả học tập của các bạn là chính, và đối với những sinh viên mà năm nhất thì đương nhiên sẽ dựa vào cái kết quả của các bạn mà lúc các bạn tham gia cái xét tuyển hoặc là thi tuyển tại trường Đại học Việt Đức. Đối với Merit Scholarship thì chúng ta có 3 loại Merit Scholarship. Là loại A là được giá trị là 100% học phí của năm học đầu tiên, loại B là 50% học phí của năm học đầu tiên, và loại C là 25% học phí của năm học đầu tiên. Thì nếu như các bạn tham gia cái thi TESS á, thì nhà trường sẽ có cái ưu đãi tốt hơn chút xíu, có nghĩa là 5% của các bạn thí sinh có trúng tuyển mà có điểm cao nhất thì sẽ được học bổng 100% học phí, và 10% giỏi tiếp theo thì sẽ được học bổng là 50% học phí, và còn lại 15% thí sinh có kết quả tốt tiếp theo sẽ được 25% học phí. Còn đối với các phương thức khác, nếu các bạn trúng tuyển vào như là học bạ hoặc là bằng cái kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông cũng như là cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, có nghĩa là phương thức 5 và phương thức 2 các bạn, thì là mình được cái học bổng là 5%, thí sinh cao nhất sẽ được học bổng loại A
5% thí sinh tốt tiếp theo, kết quả tốt tiếp theo sẽ được loại B, và còn lại cũng là 5% thí sinh mà có kết quả tốt còn lại sẽ được cái học bổng loại C. Đối với cái phương thức 3 và 4 á, thì chúng ta không có xét như vậy, mà chúng ta có cái tiêu chuẩn sẵn luôn, và chúng ta cũng biết kết quả liền sau lúc mà chúng ta nhận cái thông báo trúng tuyển sau 2 tuần kể từ ngày chúng ta nộp cái hồ sơ. Và cũng có 3 loại tương tự như vậy. Khi mà các bạn học năm nhất xong vào năm 2 thì cái học bổng cũng được duy trì, 3 loại học bổng nó cũng được duy trì như vậy, mà chúng ta sẽ căn cứ vào cái thành tích học tập của các năm trước đó của các bạn. Riêng đối với hai chương trình mới nhất chúng ta vừa mới mở, đó là chương trình kỹ thuật giao thông thông minh và kỹ thuật quy trình và môi trường, thì hai ngành này chúng ta được tất cả các thí sinh trúng tuyển năm đầu tiên vào hai ngành này là đều được học bổng 100% học phí của năm học đầu tiên, là tất cả các bạn đều được hết. Mình không có xét là cao hay thấp gì hết, mà mình được hết các bạn. Cho nên là nếu như mà thí sinh nào mà chọn lựa hai cái ngành này thì quả thật là được ưu đãi rất là nhiều đối với năm đầu tiên ạ. Ngoài ra thì từ năm 2 trở đi thì trường Đại học Việt Đức cũng có được cái đối tác của trường Đại học Việt Đức cấp những cái học bổng như là DAD, hoặc là tổ chức WUSH, tổ chức là hiệp hội các trường đại học thế giới. Cái này cô Hạnh cho tôi diễn giải tí xíu. DAD tức là cái cơ quan hỗ trợ hàn lâm của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là cái cơ quan của chính phủ Đức, mặc dù đó là một cái tổ chức độc lập, để cấp học bổng cho sinh viên quốc tế theo học tại trường các trường đại học của Đức, từ bậc là đại học cho đến tiến sĩ và sau tiến sĩ. Duy nhất ở Việt Nam chỉ có trường Đại học Việt Đức là cái nơi mà cơ quan trao đổi hàn lâm Đức hàng năm cung cấp từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu euro để cấp học bổng bằng các cái hai hình thức khác nhau. Hình thức thứ nhất đó là cấp cho những cái em có thể sang Đức để học học kỳ cuối hoặc là làm đại đà tốt nghiệp, hoặc là cấp một cái học bổng khác là tại chỗ. Khi các em vô học ở trường Đại học Việt Đức thì các em sẽ nhận cái học bổng đó, và cái học bổng này nó sẽ hỗ trợ gồm hai phần, một là cái phần là cover cái học phí cho các em, và hai là cái sinh hoạt phí cho các em. Và một cái hình thức thứ ba của cái học bổng DD nữa là một hình thức là hỗ trợ cho sinh viên đang theo học tại Đại học Việt Đức có kết quả học tập tốt, có điều kiện khó khăn để mà giúp cho các em có cái điều kiện các em theo học một cách thành công. Thì cái học bổng này thì thường thì cấp cho khoảng là 1.250 euro cho một em trong một năm, và được duy trì trong suốt rất nhiều năm qua. Và bên cạnh cái học bổng của cơ quan hỗ trợ đại học thế giới đó, gọi là WUSH hồi nãy cô Hạnh có nói đó, thì trong cái hiệp hội những người bạn và người tài trợ cho trường Đại học Việt Đức thì hàng năm họ cũng có những cái học bổng khác để cấp cho sinh viên của trường Đại học Việt Đức. Và đồng thời nhà trường cũng hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái tập đoàn kinh tế lớn của Đức, để cấp học bổng, gọi là học bổng doanh nghiệp cho sinh viên của trường. Và học bổng này thì nó sẽ có những cái yêu cầu cụ thể theo cái yêu cầu của doanh nghiệp. Tôi muốn quay lại một tí xíu cái học bổng DD đó. Đó là một cái học bổng rất danh giá cho sinh viên toàn cầu mà khi họ nhận được cái học bổng này để sang Đức học tập. Và đặc biệt là đối với sinh viên của trường Đại học Việt Đức khi nhận được học bổng này để học tại Đại học Việt Đức hay là học ở Cộng hòa Liên bang Đức sau này đó, thì nó sẽ giúp cho cái profile của các em, đúng không? Cái CV của các em tốt lên rất nhiều khi mà sau này những cái bạn mà muốn học lên bậc cao hơn, hoặc là có thể khi mà các bạn tốt nghiệp, các bạn đi làm, mà trong CV của các bạn là đã ghi là từng nhận học bổng của Viện Trao đổi Hàn Lâm Đức, Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức, hoặc là của Cơ quan Hỗ trợ Đại học Thế giới, hoặc là cái hiệp hội những người bạn và người hỗ trợ Đại học Việt Đức, thì trong cái CV các em sẽ rất là tốt và được nhà tuyển dụng sẽ xem xét một cách đặc biệt là những cái bạn mà làm cho các doanh nghiệp Đức. Thì đó là cái thông tin bổ sung thêm. Một cái thông tin nữa tôi cũng xin phép bổ sung thêm là hồi nãy trong lúc đầu đó thì tôi nói thiếu
Có nghĩa là năm nay là trường có tổng cộng là 9 cái ngành đào tạo bậc đại học, trong đó thì có 2 ngành học mới, tức là cái ngành giao thông thông minh là tôi đã nói rồi, và thêm một cái ngành nữa gọi là cái kỹ thuật quy trình sản xuất và môi trường. Trong tiếng Anh nó gọi là Environment and Process Engineering. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu được đây là một cái ngành học mà phải nói rằng là rất đặc biệt đối với hệ thống giáo dục của Đức, giáo dục đại học của Đức. Bởi vì chúng ta biết Đức là một cái quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, nên một và cũng là cái quốc gia mà quan tâm tới cái việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp và phát triển và bảo vệ môi trường. Đó. Nên đây là một trong những cái ngành học mà hiện nay rất cần thiết cho tất cả mọi cái lĩnh vực sản xuất, là hướng đến làm sao chúng ta thiết kế một hệ thống sản xuất mà đạt tới cái mức tối ưu về sử dụng nguyên vật liệu và tái sử dụng các cái phần nguyên vật liệu thải ra sau quá trình sản xuất và nhiệt đó. Và theo cái xu thế hiện nay đó của Việt Nam chúng ta cũng như thế giới đó, là tiếp cận đến kinh tế xanh và kinh tế sạch, thì đây là một ngành học mà sẽ thúc đẩy cho cái xu thế phát triển như thế, đó, nên là đây là một ngành học vô cùng tiềm năng cho chúng ta. Đó. Và hiện nay chúng ta đang bắt đầu vào cuộc chơi của CBAM, và chúng ta cần những chuyên gia thật sự như thế để tham gia vào trong quá trình sản xuất. Đó. Thì cũng rất là mong các em cân nhắc để chúng ta có ra một cái quyết định rất đúng đắn. Xin cảm ơn cô Hạnh đã cho tôi có cơ hội để giải thích thêm. Ngoài ra có một cái ưu đãi nhỏ nhỏ mà chắc mình phải nhắc một chút đối với những cái bạn mà tham gia cái tuyển sinh bằng cái phương thức TSS. Nếu như các bạn tham gia bằng phương thức này, đồng thời các bạn sẽ nhập học đúng cái thời gian mà nhà trường sẽ gửi thông báo hoặc là sẽ quy định đó, thì chúng ta được thêm ưu đãi là năm có thể gọi là cái học bổng 5% học phí của năm học đầu tiên đấy. Cũng rất là hấp dẫn, cho nên phải kể 5% là nhiều chứ ạ. Nếu mà 5% của năm học đầu tiên và của học phí của bạn á thì gần 5 triệu nha, gần 5 triệu. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ quý báu của cô Hạnh và thầy Viên về cái những thông tin và cơ hội học bổng của các bạn thí sinh có thể được nhận trong năm học 2024. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy trong năm 2024, Trường Đại học Việt Đức sẽ có 5 phương thức tuyển sinh. Đầu tiên đó là phương thức TSAS, thì kỳ thi này sẽ được diễn ra vào ngày 25-26 tháng 5 và hạn chót để đăng ký cho kỳ thi này là chúng ta là vào ngày 10 tháng 5. Chúng ta cùng lưu ý những cái mốc thời gian quan trọng này nhé. Dạ, thầy Viên ơi, thì để chọn được một trường đại học có môi trường tốt cũng như là các ngành đào tạo hiện đại đảm bảo việc làm cho tương lai thì quý phụ huynh và các bạn học sinh vô cùng băn khoăn và lo lắng, thì không biết là nhờ thầy có thể chia sẻ những điểm nổi trội của Trường Đại học Việt Đức nếu các bạn theo học tại trường được không ạ? Cảm ơn MC Diễm Huỳnh. Đây là một cái câu hỏi, không phải là câu hỏi mà một cái gợi ý rất là thú vị. Phải nói chung rằng đó là trong vài thập kỷ gần đây, cái hệ thống giáo dục đại học của chúng ta, của Việt Nam đó, phát triển rất nhanh. Cái chất lượng đào tạo trong các trường đại học được nâng lên rất cao. Cái quá trình quốc tế hóa, quá trình hợp tác quốc tế và tiếp cận quốc tế trong các trường đại học của chúng ta càng ngày càng tốt. Và Trường Đại học Việt Đức là với cái sứ mệnh là một trong những cái trường mà chính phủ thành lập để hợp tác với một chính phủ đối tác nước ngoài, đó là Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra thì hiện nay chúng ta có 2 cái trường cũng giống như cái mô hình của Trường Đại học Việt Đức, là Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Việt Pháp ở ngoài Hà Nội, hay là cái trung tâm đào tạo và nghiên cứu Việt Anh đặt tại Đà Nẵng. Tất cả các cái trường này đều hướng đến là đào tạo theo cái chất lượng của các cái quốc gia, cái đối tác
của chúng ta, nói riêng về Đại học Việt Đức đấy, thì đây là một cái trường đại học mà được hai chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức là cam kết phát triển để thực thi một cái sứ mệnh là có cái chất lượng đào tạo xuất sắc theo cái tiêu chuẩn Đức và quốc tế. Vậy làm thế nào thì để chúng ta đạt được cái chất lượng đào tạo xuất sắc? Cái thứ nhất đó là cái chương trình đào tạo phải hiện đại, và điều này đang diễn ra và trường Đại học Việt Đức đã triển khai trong suốt 15 năm qua. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái đội ngũ giảng dạy xuất sắc, là giáo sư, giảng viên xuất sắc. Trường Đại học Việt Đức trong giai đoạn đầu và đến thời điểm hiện tại đó, là cái đội ngũ giảng viên là một đội ngũ hỗn hợp gồm các giáo sư từ các đại học Đức và đội ngũ giảng dạy của trường Đại học Việt Đức được tuyển chọn theo cái tiêu chuẩn giáo sư của Đại học Đức. Đây là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là cái cơ sở hạ tầng tốt. Đây là một cái nền tảng để phục vụ cho cái việc đào tạo. Mặc dù nó không trực tiếp tạo ra tri thức cho các em, nhưng mà nó tạo ra cái điều kiện tốt nhất để các em học tập. Và đây là một trong những cái điểm mà trường Đại học Việt Đức hiện nay đang làm rất tốt. Đó, đặc biệt là kể từ khi mà trường Đại học Việt Đức hoạt động tại cái khuôn viên mới được đầu tư 200 triệu USD từ cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, bao gồm cả cơ sở hạ tầng, nhà cửa, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các cái hoạt động hỗ trợ về thể chất và tinh thần cho các em tại trường. Và tôi nghĩ rằng những cái thông tin này thì nếu những cái bạn nào và tất cả những phụ huynh đã tham gia các cái chương trình study tour của trường Đại học Việt Đức thì đều biết cái việc này cả, đều biết cả. Đó. Còn nếu mà các bạn nào hoặc phụ huynh mà chúng ta chưa có một cơ hội đến thăm cơ sở của trường Đại học Việt Đức thì tôi rất là khuyến khích và ủng hộ quý vị và các em hãy đến thăm Đại học Việt Đức một lần trước khi chúng ta ra quyết định. Và nhà trường rất sẵn sàng để hỗ trợ tiếp đón phụ huynh và các em, để giới thiệu cho phụ huynh các em cơ sở hạ tầng. Một cái vấn đề rất quan trọng nữa, bên cạnh chương trình, bên cạnh đội ngũ, bên cạnh cơ sở vật chất, đó là cái môi trường học tập. Ở đây ý là tôi nói là cái môi trường hàn lâm, tức là tiếp cận theo cái mô hình giáo dục của Đức, tức là một cái giáo dục mở và khuyến khích sáng tạo. Thì các em được khuyến khích phát triển cái năng lực cá nhân và cái năng lực sáng tạo ở mức tối đại có thể. Và đồng thời các em có một cái không gian tương tác với thầy cô giáo, với đội ngũ hành chính. Một cái điểm tiếp theo rất quan trọng đó là các cái dịch vụ phục vụ của sinh viên, đúng không? Ở nhà trường xem các em như là những cái thành viên tích cực của xã hội trong tương lai. Chính vì thế thì nhà trường với các cái đội ngũ cán bộ làm việc một cách tận tụy và có trách nhiệm sẽ hỗ trợ các em tốt nhất khi mà các em theo học tại trường Đại học Việt Đức. Một cái điểm cũng rất quan trọng nữa đó là ngôn ngữ. Trường Đại học Việt Đức là một cái trường mà sử dụng ba ngôn ngữ cùng lúc, đó là tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính thức của trường. Bên cạnh đó, sinh viên của trường được yêu cầu và khuyến khích học tiếng Đức, đây là một cái thế mạnh mà khi các em có nhiều ngôn ngữ hơn và có những ngôn ngữ tốt hơn, Và một cái điều cuối cùng, mặc dù các em học một cái chương trình quốc tế của Đức, nhưng mà trong một cái môi trường Việt Nam, ở đâu đó các em có điều kiện vẫn sử dụng tiếng Việt hàng ngày. Tôi có một cái kinh nghiệm là có nhiều bạn trẻ đi học nước ngoài một thời gian dài khi về Việt Nam đó, thì gặp lúng túng về tiếng Việt, ngay cả cái cách là sử dụng tiếng Việt trong cái việc liên lạc hàng ngày, ngay cả trong cái cách viết lách. Và chính bản thân tôi thì một cái người cũng cả có một cái thời gian khá dài ở nước ngoài khi học thạc sĩ và tiến sĩ, nên khi tôi về tôi gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên khi mà các em học trong một cái môi trường như thế, chương trình tốt, hệ thống tốt, điều kiện tốt, đội ngũ giáo sư tốt và ngôn ngữ như thế, nhưng mà các em cũng sẽ không có gặp khó khăn trong quá trình mà chúng ta làm giàu thêm cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình.
Đó đó là một cái quá trình mà tổng kết của tôi suốt mười mấy năm qua khi công tác ở trường Đại học Việt Đức. Công tác ở trường Đại học Việt Đức. Và một cái điều rất rất quan trọng nữa là khi các em học ở trường Việt Đức, các em sẽ có một cái điều kiện rất lớn để có một thời gian sang học tập tại Đức. Và thường đối với sinh viên Đại học Việt Đức thì luôn có những cái ưu ái nhất định từ cái phía các cơ quan hỗ trợ của Đức. Ví dụ như khi các em xin visa sang học ở Đức, ví dụ thế, các em có cơ hội để tiếp nhận những học bổng, các em có cơ hội để tiếp xúc với các giáo sư mà có thể sẽ là những cái người trong tương lai trở thành những cái thầy giáo hướng dẫn các em trong cái lĩnh vực là khi các em học lên cao, ví dụ thạc sĩ, tiến sĩ. Đó là những cái giá trị mà nhà trường mang lại cho các em, và nói lớn hơn một xíu, đó là một cái sứ mệnh mà trường Đại học Việt Đức phải thực thi theo cái yêu cầu của cái đề án các đại học xuất sắc của chính phủ Việt Nam của chúng ta, cũng như là cái cam kết của đối tác hợp tác chúng ta là chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ đến từ thầy. Và không để quý phụ huynh và các bạn học sinh chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến phần giao lưu hỏi đáp với các bạn phụ huynh. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là cho em hỏi ưu thế của dự thi SAS là gì nếu học sinh đã ở diện tuyển thẳng, và nếu điểm tổng kết lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1, lớp 12 và điểm IELTS là 7.0 thì có phải đăng ký thêm để được xét học bổng hay không? Và nếu thí sinh đã có bằng SAS và IELTS ở ngoài thì có thể nộp online ngay bây giờ không ạ? Dạ, chắc câu hỏi này thì em mời chị Hằng trả lời giúp em ạ. Dạ, tới 3-4 câu hỏi rồi hả? Nhưng mà thôi, nhớ cái câu gần nhất là bạn đã có cái SAS ở bên ngoài á. Thì bạn có thể nộp liền vào cái phương thức gọi là phương thức 4. Và hiện giờ cổng tuyển sinh của nhà trường đã mở rồi, cho nên chúng ta có thể đăng ký được liền rồi. Còn đối với cái IELTS, chúng ta có IELTS 7 chấm là quá tuyệt vời rồi. IELTS cái điều kiện tối thiểu của mình là 5.0, nhưng bạn 7 chấm mình nộp được liền các bạn. Và không cần phải dự thi cái thi VGU English Test của nhà trường nữa. Mà mình lấy kết quả đó mình nộp luôn để đạt được cái điều kiện tiếng Anh đầu vào. Thế là quá tuyệt, cái là các bạn hầu như là đã đủ hết rồi đó. Các bạn có thể nộp và có thể nhận cái kết quả rất là sớm. Bạn cũng có hỏi là ưu thế của việc dự thi kỳ thi SAS là gì nếu bạn đã thuộc diện tuyển thẳng rồi ạ? Thực ra tuyển thẳng thì họ có sẵn luôn cái scheme học bổng là gì và các bạn biết luôn. Đấy. Nhưng mà nếu các bạn dự thi lại cái kỳ thi test của nhà trường để lấy cái phương thức 1, là các bạn sẽ dự thi bằng phương thức 1 đi, thì các bạn sẽ phải chờ đợi, có nghĩa là nhà trường sẽ phải lấy dựa trên cái tổng số lượng thí sinh dự thi và dựa lên trên cái số chỉ tiêu, kết quả chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển sinh. Tại vì có một mỗi ngành có một số chỉ tiêu nhất định, và phương thức của mình test nó cũng có số chỉ tiêu nhất định, thì họ lấy từ trên xuống dưới đấy. Cho nên nếu như mà lỡ mình thi mà mình chưa có biết được là cái khả năng điểm của mình đạt cao như thế nào thì mình không biết chắc được là có bổng hay không, là cái thứ nhất. Tuy nhiên mà nếu như bạn dự thi cái thi test S là phương thức 1 thì là bạn có thể nhận được cái phần thưởng nho nhỏ nếu như mà bạn được 50% học phí năm đầu tiên, nếu như mà bạn dự thi, bạn trúng tuyển và các bạn đi nộp hồ sơ nhập học đúng cái thời gian nhà trường quy định thì mình lại được luôn, chứ cũng không có xét gì hết. Và cái điều kiện đó rất là dễ đạt đấy. Mình nghĩ là cái phương thức 1 và phương thức 4 là bạn có test phương thức 1 hay phương thức 4 thì các bạn cũng có cái cơ hội sau đó. Nếu như bạn được 100 học bổng 100% phí nhé, cả cái phương thức 1 và phương thức 4 luôn đi, thì bạn đều có cơ hội sau này để mà dự tuyển cái học bổng toàn phần full học phí 4 năm của trường học Việt Đức luôn. Cho nên nó cũng khá là hơi ngang ngửa đó. Dạ cô Hạnh ơi, vậy nếu các bạn tham dự kỳ thi SAS vào ngày 25-26 tháng 5 thì dự kiến là các bạn sẽ nhận kết quả sau bao lâu cô Hạnh ạ? Có 1 tháng các bạn. Ba tuần đến 1 tháng. Ba tuần đến 1 tháng. Khoảng là ngày 20 trở đi là các bạn sẽ có kết quả. Và thêm một cái điểm
tôi cung cấp thêm thông tin thôi. Yeah. Tức là khi cô Hạnh nói những cái điều kiện tức là dễ dàng cho sinh viên ở đây, chúng ta cần phải hiểu là đó là tạo ra một cái điều kiện thuận lợi cho sinh viên, cho thí sinh để biết được mình đậu vào trường đại học Việt Đức khi nào, sau khi nộp hồ sơ mình đạt cái học bổng mức độ bao nhiêu, chứ không phải là tạo ra một điều kiện dễ dãi cho thí sinh. Các bạn thí sinh cần phải phân biệt rõ là điều kiện thuận lợi và điều kiện dễ dãi khác nhau. Không có dễ dãi đây, nhưng mà điều kiện sẽ thuận lợi. Dạ, như vậy thì mỗi phương thức, dù là phương thức TestAS hay là phương thức tuyển thẳng, thì chúng ta đều có học bổng riêng. Thì tuy nhiên thì đối với phương thức TestAS thì các bạn sẽ có thêm cơ hội nhận học bổng là 5% nếu các bạn trúng tuyển theo phương thức này và đăng ký nhập học đúng thời gian. Và cái thứ hai đó là đối với các phương thức tuyển thẳng thì khi các bạn nộp hồ sơ thì trong vòng khoảng 2 tuần thì các bạn sẽ nhận được kết quả trúng tuyển cũng như là cái học bổng mà các bạn sẽ nhận được nếu có. Nên là các bạn hãy cân nhắc giữa các phương thức để lựa chọn phương thức phù hợp với bản thân hơn mình hơn nhé. Dạ, câu hỏi tiếp theo là em là học sinh giỏi 3 năm liền kèm điều kiện tiếng Anh thì chắc chắn được tuyển thẳng hay còn phải xét từ trên xuống ạ? Và có phân biệt trường trung học phổ thông công lập và trường tư không ạ? Dạ, câu hỏi này chắc em mời thầy Viên. Nếu mà các em đạt cái tiêu chuẩn như cô Hạnh vừa nói đó, cái tiêu chí đó, dạ, đạt sinh giỏi năm học kỳ phổ thông trung học cộng thêm IELTS 6.0 là được tuyển thẳng, này không xét từ trên xuống. Vâng ạ. Dạ. Và cái này không có phân biệt gì là công tư cả. Dạ. Bởi vì nhà trường tuyển sinh dựa vào năng lực của thí sinh. Dạ, chứ không phải là thuộc về cái hình thức của cái trường đó là công hay tư, ai đầu tư, đúng không? Nên là chúng ta hướng đến tài năng và năng lực, chứ không hướng đến là cái trường thuộc cái khối nào. Nên các em an tâm, ngay cả các em học sinh đang học ở nước ngoài, các trường phổ thông ở nước ngoài, hoặc là học các trường phổ thông quốc tế đang ở Việt Nam, nó không có sự phân biệt. Riêng đối với phương thức này thì các bạn cũng khá là quan tâm, bởi vì các bạn quan tâm là năm lớp 10, lớp 11 thì trong đó nếu một trong hai học kỳ các bạn đạt học sinh khá, tuy nhiên tổng cả năm các bạn đạt học sinh giỏi thì có thỏa điều kiện này không ạ? Actually, thật sự là mình đã cân nhắc đến mức đó luôn và tạo điều kiện hết sức thuận lợi sức cho các bạn thí sinh. Cho nên là tôi không cần biết năm học đó, miễn sao cuối cùng bạn được học sinh giỏi cả năm học đó là được. Đấy. Dạ, em xin cảm ơn phần câu trả lời của cô Hạnh. Câu hỏi tiếp theo của mình là thầy ơi, thi test AS không đậu thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét tuyển học bạ không ạ? Hai cái phương thức này độc lập với nhau nên là các bạn không phải lo lắng gì cả. Nhưng mà thầy vẫn khuyến khích các bạn nên thi test AS của trường. Bởi vì theo thầy đây là một trong những cái phương thức mà đánh giá năng lực các bạn tốt nhất, để các bạn hiểu mình là ai khi mà chúng ta đăng ký vào trường đại học Việt Đức. Và nó tạo ra cho các bạn một cái sự tự tin đó. Thầy nói lại nha, tự tin khi chúng ta bước vào trường đại học Việt Đức chúng ta học. Bởi vì nếu chúng ta đậu bằng phương pháp test AS, vì cái phương pháp này là thầy nói là cái hình thức thi này đó là các trường đại học của Đức họ tổ chức thi để mà họ tuyển sinh viên quốc tế vào học ở đại học Đức, nên họ phải coi thử là sinh viên của các em trên toàn thế giới, năng lực học có thể là cái cấu trúc của cái hệ phổ thông trung học ở mỗi nước nó có những cái đặc điểm rất là đặc trưng và khác nhau, nhưng mà họ chỉ kiểm tra coi năng lực của các em đến từ các nước khác nhau có đủ để vào học chương trình của đại học Đức hay không, và các em có đủ năng lực để theo đuổi một cái chương trình đại học hay không. Còn cái phần mà kết quả cuối cùng của các em không chỉ là nó quyết định bởi cái yếu tố đầu vào, mà nó đó là một cái quá trình rèn luyện của các em trong suốt quá trình học. Chúc các em học này là chỉ đánh giá cái năng lực của các em có phù hợp, có đúng để theo học một cái chương trình đại học của Đức hay không. Mà trường đại học Việt Đức thì đào tạo theo cái chuẩn chất lượng và cái nội dung chương trình của Đức. Nên đây là một trong những cái hình thức thi rất là tốt và thầy khuyến khích các em nên thử một lần, đúng không? Nên cố gắng. Còn trong trường hợp mà nếu chúng ta không đạt bằng test AS, có thể là do cái hôm đó cái tâm lý, cái tâm trạng chúng ta không được tốt, hoặc là chúng ta chuẩn bị chưa đến, thì các em vẫn có thể sử dụng các cái phương thức khác, các phương thức khác để các em apply vào trường đại học Việt Đức. Phụ huynh Lê Minh Trí cũng có hỏi là: chào quý thầy cô, con tôi đăng ký phương án xét điểm trung học phổ thông vào ngành BBA, em đã có IELTS 5.0, xin hỏi em có cần phải thi môn tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông để xét tuyển không? Và
hay là dùng điểm IELTS để quy đổi ra điểm tiếng Anh ạ? Đối với mà trường hợp mà thí sinh có IELTS 5.5 rồi đúng không? Yeah. Thì các em đã 5.0 thì em đã thỏa mãn cái yêu cầu đầu vào của trường đại học Việt Đức. Còn cái việc mà các em thi phổ thông trung học có thể là để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Nên thầy khuyến khích là các em nên thi, chứ không phải là chúng ta vì chúng ta thỏa mãn được một việc thì chúng ta quên cái việc khác, hiểu không? Khuyến khích các em nên thi. Cho đó là điều không bắt buộc từ phía trường đại học Việt Đức khi là em đã thỏa mãn cái yêu cầu là có IELTS 5.0. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Và câu hỏi tiếp theo đó là quan tâm về ngành học của trường mình, đó là thầy ơi, trong tương lai trường có mở ngành y hay dược không vậy? Trường thì cái chiến lược phát triển của trường đó thì từ nay đến năm 2030 đó thì tập trung vào các cái lĩnh vực về kỹ thuật công nghệ cao, hai là lĩnh vực khoa học, ví dụ như máy tính đó là khoa học máy tính, đó là một ngành trong lĩnh vực khoa học. Cái thứ ba là kinh tế và quản lý. Liên quan tới hai cái ngành này có một tính chút xíu giao thoa là trong năm 2025 thì nhà trường sẽ mở cái ngành kỹ thuật y sinh. Đây là một cái ngành mà phải nói là nó giao thoa giữa kỹ thuật và y khoa. Y khoa. Và cái nhu cầu nó vô cùng lớn cho một cái quốc gia mà hơn 100 triệu dân như Việt Nam hiện nay chúng ta. Và trong cái xu thế phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ thì cái kỹ thuật y sinh là một trong những cái ngành mà được hưởng lợi từ cái quá trình phát triển khoa học công nghệ để nó thúc đẩy cái việc là khám chữa bệnh cho người dân càng ngày càng tốt hơn. Và sau năm 2030 đó, theo cái định hướng phát triển của nhà trường thì sẽ phát triển thành một cái đại học nhiều ngành hơn, hay chúng ta nói là đa ngành hơn. Và có thể y dược, y khoa cũng sẽ là một cái định hướng phát triển trong tương lai của trường, kể cả một số cái lĩnh vực liên quan tới khoa học xã hội, nhưng mà nếu mà em chỉ quan tâm trong giai đoạn ngắn hạn, mà khi đã hỏi như thế này thì chắc chắn là các bạn đã lớp 11, 12 rồi, nên là các em không thể đợi đến sau năm 2030 đâu. Thì nếu các bạn 11 đó thì năm sau thì đăng ký vào cái ngành kỹ thuật y sinh, còn nếu mà năm nay là đăng ký vào trường thì thầy khuyến khích các bạn lựa chọn trong 8 cái 9 cái ngành học bậc đại học, kể cả cái chuyên đề, cái chuyên ngành liên quan về vi mạch, thiết kế sản xuất vi mạch, thì các bạn cũng có thể học những cái ngành như thế. Bởi vì khi học mà sản xuất thiết kế và sản xuất vi mạch ấy, đâu đó nó cũng có một cái bóng dáng, có một cái số cái nội dung có liên quan tới y khoa. Bởi vì hiện nay chúng ta biết y khoa công nghệ cao đó, sử dụng rất nhiều chip trong các thiết bị y khoa. Xin cảm ơn bạn. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ đến từ thầy. Do thời gian chương trình có hạn nên không thể giải đáp hết tất cả các câu hỏi của quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh được. Chính vì điều đó, thứ bảy sắp tới, ngày 2 tháng 3 năm 2024, Trường Đại học Việt Đức có tổ chức chương trình VGU Open Day với các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là các workshop chia sẻ về kỳ thi TESOL sắp tới. Thông tin chi tiết quý phụ huynh có thể truy cập vào website của trường vgu.edu.vn hoặc liên hệ với trường thông qua hotline là 0988 545254. Dạ, em xin chân thành cảm ơn thầy Viên và cô Hạnh đã dành thời gian đến giao lưu với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa, quý phụ huynh và các bạn học sinh, chúng ta hãy lưu ý kỳ thi TESOL sắp tới sẽ được diễn ra vào ngày 25-26 tháng 5 và hạn chót đăng ký của chúng ta vào ngày 10 tháng 5. Chúng ta hãy để lưu ý về mốc thời gian này nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hy vọng chương trình đã giải đáp một số thông tin về phương thức tuyển sinh cũng như là học bổng cho năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào và cảm ơn quý phụ huynh, học sinh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trao đổi trực tiếp về cái tuyển sinh và đào tạo của Trường Đại học Việt Đức. Xin trân trọng cảm ơn.